Trái là ngon ghê không? Quá chừng luôn. Trái này nó già dữ lắm luôn nè. Ôi mai ơi. Rớt bụp bụp xuống là tiếc ghê. Cái này là hả? Có 1 đồng 1 ký à, 1 euro 1 ký thôi đó. Mình hái vậy đó là 1 euro 1 ký nè. Nó rớt quá chừng xuống tiếc, dễ sợ tiếc không? Mến chào cả nhà. Bữa nay hai vợ chồng mình đi vườn táo để hái táo. Vườn táo này ở gần nhà mình thôi. Nó thuộc Tây Nam nước Đức. Đây là táo họ trồng ngoài hàng rào. Nhìn trái nhỏ nhỏ giống như trái mận Hà Nội á, nhỏ nhỏ vậy thôi. Rất là đẹp luôn. Chùm chùm từ xa nhìn nó cũng tựa tựa như nho chùm chùm ha. À, táo kiển thì nó trái nhỏ vậy thôi chứ không có lớn. À, táo kiển này thật ra ăn cũng được á, nó chua lắm. Thì có thể làm mứt làm này nọ chứ ăn sống thì không được. Chỉ trồng là làm đẹp cho hàng rào hoặc là trồng để trang trí thôi. Nó rất là đẹp luôn á, dọc theo hàng rào nè. Nhìn đẹp lắm. Đây màu đỏ. Còn bên đây cũng táo luôn, cũng giống cái loại vừa rồi đó, nhưng mà nó lại là trái màu vàng. Chín trái màu vàng nè. Nhìn thích ghê ha mọi người. Đây là cái hàng rào bao quanh bên ngoài của cái vườn táo nè. Cái trái nè, nhìn đẹp ghê ha. Trái néo cành luôn á. Đây bây giờ mình đã đến cái cổng vào khu hái táo. Đang là mùa táo ở Đức cho nên ở đây họ mở cửa để cho mọi người tự vào, tự hái và mang ra tính tiền thôi. Ở trên bàn này họ cắt sẵn cho mình thử. Có 5 loại táo ở trong vườn này. Thì mình ăn thử, mình thích loại nào thì mình vào, mình chọn đúng cái tên. Đây là loại táo Mairac. Thì cái loại này nó không có ngọt, nó hơi có vị hơi chua chua. Mình cũng sẽ hái 5 loại luôn. Mỗi một loại mình hái vài trái về mình ăn thử. À, tại vì nó chua nhưng mà nó cũng hơi chua chua nhẹ thôi. Nó ngọt ngọt chua chua. Rất là ngon. Trái này luôn. Oh, cook mom here says good. Yeah. Yeah, oh, says good. Nó trái này ngon ghê quý vị. Trái này hả? The rider man, I kill her. And give me some manda. Yeah, steam. Steam, yeah. What the food scene, eh?
À, mình mới vừa nói cái fuxi đó là cái trong đây có một giống táo fuxi, nó ngọt, nó không có chua, cho nên mình sẽ mua cái loại đó để mình ăn. Đây là mình đang hái loại mai rắc, cái tên táo là mai rắc. Bây giờ mình qua mình hái tới loại Yonagon. Cái này cũng có vị hơi chua chua nhưng mà nó khác hơn cái mai rắc hồi nãy một tí xíu. Vườn táo ở đây bạt ngàn luôn hả quý vị, quá trường lớn luôn. Mình đi không có hết tới xuống dưới đâu, mình chỉ bẻ những cái cây ở ngoài gần gần đây thôi, đi tới dưới mỏi chân lắm. Mà mấy cái cây táo này nó chỉ lùng lùng thôi, với tay lên là hái được hết. Họ trồng theo từng dải như thế này, cây nhỏ nhưng mà trái rất là xum xuê nhìn mê. Cái trái này to lắm luôn nè quý vị. Mình kêu ông xã mình giật cái lá, cái cọng ra đó. Bởi vì ở đây cần nhiều ký á, cho nên là bỏ lá ra đi cho nó nhẹ bớt. Ăn vàng bỏ lá bỏ cầm ra cho nó nhẹ bớt. Trong đây mình vào mình mua bao nhiêu ký cũng được hết đó, mình thích nhiêu thì mình hái nhiêu thôi. Hái ra cứ 1 kg là tính tiền 1 euro 1 ký, thì 1 euro nó chạy như 26.000 đồng Việt Nam đó quý vị. Rồi tới đây là cái loại táo fuxi của mình nè, chỗ cái loại mà mình thích nè, ăn rất là ngọt. Mình vào đây thì mình có thể hái ăn tự do ha. Rồi cái phần nào mình mang ra ngoài thì mình tính tiền thôi. Còn tuốt tuốt ở đằng xa nữa đó, nhưng mà xa quá đi mỏi chân lắm. Từ đây mà đi xuống hết đường ở dưới đó lặn hồi nó hết đi được mấy cái khu khác, cho nên mình hái những cái cây gần gần ở ngoài đường cái thôi. Cái này cũng đẹp. Mọi người vào đây cứ việc lựa thoải mái, trái nào thích thì hái thôi. Chồng mình nói hái đại đi, trái nào cũng được, mà thấy trái nào cũng đẹp như nhau. Nhưng mà mình nói mình vào đây rồi, cho nên là mình mua mình trả tiền, thì mình phải lựa trái thiệt là đẹp, chín đẹp và to thì mới hái mang về. Bear. Can you?
mê quá luôn đó mọi người. Oh yeah. Quá chuyện trái này luôn nè mọi người. Mà nó chưa chín lắm đâu. Mà xe luôn đã đi từ năm hai phút đi từ khúc mà xuống phía hiện từ hiện bây giờ hai cái cây này là thấy trái chín dữ lắm rồi nè, trái chín đẹp lắm luôn rồi nè. Rosso đã make good. There's the tuna. Mình đi mua táo tươi, mình hái táo tươi trong vườn xuống như thế này nè, ăn rất là ngon quý vị. Mà không có bị nhúng hóa chất. Vì nếu như mình mua hàng ở đóng gói ở siêu thị á, ở đâu cũng vậy, nước nào cũng vậy hết á, người ta thu hoạch táo xong rồi người ta phải rửa hoa qua hóa chất. Nói hóa chất là cái loại hóa chất an toàn chứ không phải hóa chất độc hại như ở Việt Nam tùm lum đâu nha. Họ cũng phải xịt những cái hóa chất vào nước á, để họ rửa, họ tẩy đi những cái con bọ con này nọ kia á, rồi làm cho sạch táo, làm cho táo nó tươi xanh nữa để giữ được lâu hơn á, tại vì đóng gói mà. Nhưng mà ăn không có hại cho sức khỏe đâu nha quý vị. Cho nên táo này mình hái xuống là có bọ, có rầy ở trong mấy cái cuống này luôn nè. Về mình phải rửa lại đó. Oh, wow. They're good to ask them. Okay, they won't be fine with one of them, isn't it? No, you don't. Sad, huh? That's the same water. Yeah. There. Như trái này là có bọ nằm ở trong cuống nè, và chứng tỏ không có bị xịt hóa chất. Ngon quá quý vị ơi, quá trời đẹp luôn. Oh, đụng tới là nó rụng hết trơn luôn. Oh, cà phút phút cái này hư rồi. Trái là ngon ghê không? Quá chừng luôn. Trái này nó già dữ lắm luôn nè. Ôi mai ơi. Rớt một bụp xuống là tiếc ghê.
này là ha có một đồng một ký à, 1 euro một ký thôi đó, mình hái gì đó là 1 euro một ký nè. Nó rớt qua tiền xuống tiếng dễ sự tiếng không này chín ngon lắm này. À cái này bị hư rồi. Wow. Đã quá chừng đã luôn á, không lẽ hái hết mà mang về. Quá chừng ngon chưa. Đây nữa nè, đó. Quá chừng đẹp không. Trái nào trái nấy to đùng ngon ghê luôn á. Trời ơi, ngon quá. Ôi sâu ăn rồi. Đây là cái xe để chở khách tham quan cái khu này á, chở trẻ con đi lòng vòng trong những cái luống táo để tham quan á, tại vì nó rộng lắm đi không có nổi đó, thì ai muốn đi thì lên xe đó họ chở đi lòng vòng, mình không có đi. Cái chỗ này rào lại là bởi vì mấy cái cây ở trong đây nó chưa chín, trái nó còn chưa có già cho nên rào lại để ngăn mọi người không có vào đây. Mình cũng mới trồng một cây táo Fuji được hơn một năm, nhưng mà năm ngoái nó có được hai trái, năm nay không có trái nào hết trơn. Cái trái này nó nhỏ nhưng mà thấy có vẻ ngon lắm luôn á, để mình bẻ cho chồng mình ăn thử. Giờ mình vào cái chỗ này mình hái cái loại táo có tên là Carnivan. Nó có vị chua ngọt nhưng mà hơi chua đậm hơn tí xíu. Nói chung nó chua thanh rất là ngon. Chồng mình thích ăn chua đó cho nên là vào đây hái nè. Đó, mọi người thấy dưới đất không? Nó rụng đầy dưới đất, thấy tiếc ghê chưa? Dưới đất này á, không phải là táo hư không đâu, mà những cái người người ta đi hái á, rồi cái nó rụng xuống đất á, rồi người ta thấy trái còn nhỏ nhỏ, người ta không có lấy lên, không có mua, bỏ luôn đó. Này ở Đức táo khắp nơi quý vị, dọc đường đi, dọc bờ sông, ở đâu cũng có táo hết. Mình có thể đi ở những cái cánh đồng, ra những cánh đồng mình hái không có tốn tiền á, tại vì họ trồng để làm bốc mát thôi. Nhưng mà những cái cây táo ở ngoài đồng như vậy á, cây táo gọi là táo rừng hoặc là táo hoang ở ngoài á, thì trái đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng táo trong này, và nó có sâu nữa. Với không có đủ dinh dưỡng á, thì trái nó nhỏ nhỏ tí tí thôi. Nhưng mà cây cao lắm, cây nó cao tới 3-4 mét, rất là khó hái, phải có dụng cụ đi hái hoặc là đeo trèo gì đó mới hái được, chứ không có với tay bứt như thế này được. Mình muốn hái mà có vẻ như ở đây nó chưa được chín lắm. Thank you.
vị mà vào vườn táo này là không muốn ra luôn á. Nhìn rất là mê, cái nào cũng muốn hái hết. Ở trong đây ngày nào cũng có rất là nhiều người vào hái, nhưng mà còn rất là nhiều nữa quý vị. Một cây táo nó đặt trái như thế này. Mình có thể mình hái mình ăn tại chỗ như vậy đó, mình thích thì mình hái mình ăn thôi, còn cái mà mình đem ra ngoài cửa mới tính tiền. Bởi vì thực ra cái mình ăn đó, một và trái nó không đáng bằng cái rớt dưới đất bỏ đó quý vị. Cây đặt trái mê quá luôn á. Nhà mình có trồng cây mà không biết chừng nào trái như thế này. Mình sẽ hái một vài trái ở đây. Lượng trái nó to to như thế. Chồng mình mới đầu vào đây nói mua 2 kg mang về thôi đó, mà giờ ông hái quá trời luôn. Đây là một loại khác nữa, nó có tên là diva. Cái này chua nhẹ thôi, ngọt và chua nhẹ. Mình cũng sẽ lựa một vài trái đẹp ở đây mình hái.
giờ mình mang ra ngoài mình tính tiền thôi. Đó, mình mua được một thùng táo như thế này nè, 8kg đó quý vị. Có hai vợ chồng thôi đó mà ăn 8kg. Cảm ơn mọi người đã xem. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.